Thành phố của mình đó nha. Thành phố của mình đó nha. Đó. Rồi thẳng vào đó. Ok, mình đi siêu thị. Gọi là siêu thị của quán Nhật Bản. Siêu thị của Nhật Bản. Đó là Wajimaya. Siêu thị của mình đó nha. Thành phố ở bên đây ha, Nhật Bản nè. Wajimaya có cái hình tượng của cái bông sáo lá. Tối nay mình đi siêu thị ha, ở Nhật Bản. Chuối nè, rau cải nè, bánh nè, đồ ăn nè. Mua cà phê hay là mua trà nè, Cape Town Rue, Lotus, Jasmine, Mild Chai, Malty, Honey Bush Tea Flower, Lemon, Lemon Myrtle, Lemon Grass English, White Peona, Pierre, Pierre, Tochi, Chamomile, Chamomile. Green Dragon. Whoa. Green Dragon. Green Dragon. Hibiscus and ginger. Strong fire. Licorice. Licorice. Wait, this one. Chamomile. This one is oolong. Oolong là để uống mình gọi là or jasmine pearl. Jasmine pearl is the best. Anyways, so ở đây có nhiều loại nữa nha. Có loại bánh mochi, mình thích thường xuyên đi ăn mochi. Nè, mochi nè. Mochi này ngon nè. Đó là bánh này nè, made in Japan. Này đồ ăn của Japan. Đó là mochi này. Mochi này. Apple. A strawberry. Strawberry yellow. Ok, mấy cái mì gói này ha, mì ly. Yeah, này bánh nè, shrimp chips ha, kẹo nè. Không biết mình ăn kẹo gì ta. Oh, hai chú. Oh, kẹo này nè. Cái này nó thường xuyên nó có stickers ở trong này ăn. Nó bán nguyên bịch luôn. Oh, ok, được chơi mình kìa.
Ô kìa, đồ chơi mình nó dễ thương không? Dễ thương, cái này là con gọi là con cọp. Con này trắng à, trắng chung à. Ô, quá đẹp mà nha. Này đen thù lùi hết rồi, Halloween hết rồi. Cái này dễ thương nè, con cọp. Này là như là mèo mèo không màu hồng đi nha. I love you, I love you too, I love you more. Đến đây nên nhiều loại. I love you. No, you love me. I love you, you love me. Mấy con nào, maybe con này nhưng mà sao nó hề quá à? Hết, không có thấy cái đẹp riêng của nó hả? Hả? Tại vì nó đẹp mình không thấy, mình không biết. Mấy con này dễ thương không? Tôi nằm đây nè, ta bè nè, sao con không thấy tôi? Tôi nằm ta bè nhưng con không thấy tôi. Mình thấy nè, mình thấy nè. Rồi, tôi cũng đang ngồi đây ta bè, sao con không thấy tôi? Vậy hả? Vì là gì đây? Mình không biết cái đó là gì. Mình biết rồi. Mình cần mỗi cái ly này, cái này, cái mắt này. Để lên nha. Bạn phải để lên cái ly mình uống nha. Dạ. Dễ thương không? Nó đẹp không? Màu sắc đẹp không? Đẹp ha. Nhưng mà không đẹp bằng cái này đẹp bằng ha. Vậy hả? Đúng rồi. Wow, kẹo nữa kìa. Kẹo quá, kẹo. Không biết mình ăn kẹo gì nữa ha. Kẹo này hả? Okay. Coffee balls. Cái này, cái này là cũng là mixed balls. Được đó. Thêm mấy cái viên nhỏ nhỏ này ha. Ok, mình đi một khúc đường nữa nha. Con mới có kẹo dễ thương không? Có được kẹo gì dễ thương ăn không? Không. Này là súp. Gì vậy? Sake hả? Sake. Không biết mỹ phẩm gì mình cần không giờ. Chưa biết mỹ phẩm gì mình xài không? Tôi da mặt hả? Don't know. Mình không biết mình xài gì cho mỹ phẩm gì cho da mặt hả? Và lông hả? Cái này màu sắc này đẹp không hả? Mình cũng không chưa biết hả? Mình có một số ở nhà rồi. Cái này coi lại coi. Cái này là số gì? Cái gì? Lip balm. Lip balm nhưng mà phải móc nào, mình không thích cái loại đó. Có mấy này, này dễ thương không? Này gọi là để đũa nè, đũa thứ loại đũa. Đũa nó mà có cái đồ nếp, đũa mà có cái để bỏ vô, đũa mà có con mèo ngồi đây, đũa bỉ thế nào? Cái đũa màu này đẹp không? Màu đen, màu đỏ, có thể màu đỏ. Nhưng quan trọng nữa là cái đũa nó cái nó có cái đậy của nó đây.
Cái đũa màu đen nó có đầy riêng. Nhưng mà màu đen mình không thích màu đen. Này để bỏ đũa vô nè. Này bỏ đũa ha. Ăn sạch sẽ, có cái hộp đựng. Quan trọng là có cái hộp đựng. Nhưng mà thực tế hộp đựng quan trọng hơn. Tại vì nhiều khi ăn xong rồi phải để cho ngoài nó khô, bỏ vô hộp, bỏ vô hộp đựng, không có quản lý được cái sạch của nó. Ok, vậy là xong chuyện của mình ha. Bây giờ mình đi ra quán ha. Vậy thôi, chào tất cả bạn của mình nha. Mình coi mấy cái con này dễ thương không hả? Nó đang ngủ nè. Cái này hello, cái con này so funny. Hay cái collectible, mấy cái con collectible của mình coi con. Thôi để mình mua mấy cái viết nha. Viết này cũng dễ thương nè ha. Cái màu hồng này cũng dễ thương ha. Thì như mình phải cần một cái viết khác ha. Viết con này đây, con thỏ. Nhưng mà nó không thấy đẹp ha. Mình nói con này đi nha. Còn con đó cũng không đẹp nữa ha. Để mình lấy con này. Con này cũng không đẹp nữa. Thôi mình lấy cái này đi nha. Thôi. Hôm nay chào tất cả bạn nha. Bye bye.